Rồi chào các cháu. Cháu có phấn khởi trong ngày lễ hội không? Có. Cháu năm nay bao tuổi rồi? Cháu năm nay 14 rồi. À, 14. Rồi thế là mọi người đều phấn khởi trong ngày vui lễ hội, phải đi thành hàng ngay ngắn các thứ thật đẹp vào nhá. Vâng. Cười hết mình nhá. Vâng. Chúc tất cả xinh đẹp mà mẹ tất cả.